Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo: cái thằng Tâm cái tánh nó cọc cằn sở sáu ngoài con Hồng về năng đi. Cho nên bà cứ dùng dần cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa cho quân sanh cho em biết anh sợ cái lần đầu và một tiếng không rồi mình cứ ngó mong nghe nói chuyện lòng vòng chỉ sợ buồn cho người đi kẻ đã có chồng ở đâu chưa? Đọc thư anh em mừng muốn khóc, và không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lững lờ con nước lớn, em đợi anh về sẽ giặt áo ở bờ sông. Vẫn nhớ em dù tuổi mình chưa hề, anh sửa cái tánh cọc cằn để mẹ quý em yêu. Hôm qua bà cần thơ dòng nước nào về chợ mới thăm mẹ, ơi dòng đổi thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu tên tay dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng tươi cười. Nhờ đi bộ rồi mà thằng Tâm
buồn những anh đau gian, bởi cha mẹ nào cũng vì hạnh phúc của con. Lỡ một mai xe duyên không phải bên là trọn đời chỉ chút khổ mà thôi. Anh chưa về thì biển cứu còn